vàngngoc.vn, trang web mua bán vàng ngọc lớn nhất Việt Nam, hãy truy cập ngay vàngngoc.vn, bấm dấu ba gạch để đăng nhập, nạp tiền và đặt hàng để mua. Ok, chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại mình. Thì hôm nay có một bạn đã giao tính mạng của bạn ấy chơi game cho mình. Thì ok, thì bạn giục lên mình, thôi thì mình cũng giúp bạn ấy mở skin 2 free cho bạn ấy. Nói chung là hên xui. Đấy, thì mình thử test cái skill mở Kame của mình. Đó. Thì nói chung cái skill đấy nó thất truyền này anh em ạ. Không biết là có thanh niên nào tố cáo chưa. Rồi thì bây giờ mình sẽ mua lấy một cái viên capsule bay. Rồi, bây giờ mình sẽ qua vách núi Azu nhé bạn nhé. Mình sẽ mua lấy một cái bùa úp cho lẹ. Đấy, úp cho nhanh em ạ. À ừ nhờ, mình chưa sâu cho anh em xem con đệ của bạn ấy. À, rồi thì bạn ấy đệ là con đệ xây ra giống hệt đệ của em Spider luôn. Còn khác khác một tí thôi. Nhưng mà nhìn sơ qua thì giống 90%. Đấy, nhìn rất là chất lừ luôn. Mình sẽ mua lấy cái bùa đệ tử nhé. Vừa dư 10 ngọc, wow, quá chất. Rồi bây giờ mình sẽ qua map bên Fize nhé bạn nhé. Mình sẽ qua map bên Fize để mình mở. Rồi bây giờ chúng ta sẽ à rồi, những ngày qua Fize khá là hay đấy. Còn cái gì nữa không nhỉ? Rồi đệ HP kia các kiểu các kiểu. Rồi nói chung là úp này cũng được rồi. Bây giờ mình sẽ úp ở bên Lapa một tí, úp gần lên thì mình sẽ mở một thẻ. Ok, hôm nay cũng là X2 nó lên tiềm năng vô đối luôn. Rồi cu không rồi đi, mong là không có cu cu. Ôi what the fuck, cu cu ngay kìa. Ôi, hèn quá anh em ơi, tí nữa là bị thằng cu cu nó thiến, tí nữa là bị nó thiến anh em ạ, khắm vãi đái. Mình ghét cực cái con cu cu đấy. Cu cu Jumbo hồi trước là thích cực. Tại biết làm sao không? Tại vì hồi trước là nhiệm vụ đấy nó khó nên nó chả thích, đúng không? Bây giờ thì nhiệm vụ đấy như là cho ấy. Wow. Có bùa úp nó khác hẳn. Đây cứ đứng đây úp một lúc nữa. Úp một lúc nữa thì lên. Thì lên chắc cũng nhanh rồi. Úp này có đầu ra này, bùa các kiểu đây nó. Rồi tiềm năng các kiểu lên nhanh nhập phết đi chứ. Đấy, úp tí đã lên. Ok bây giờ mình tạm dừng video tí, sắp mở mình sẽ quay lại cho anh em xem nhé. Ok anh em, hiện tại thì đệ của em nó đã là 149 triệu 988 rồi. Ok bây giờ mình sẽ cởi đồ ra để không ảnh hưởng đến chỉ số nhé. Đấy. Thì nói chung là mở hộ người ta thì khá là run. Đây quyết định đến đến gọi là đến mạng sống sống còn lên có chơi game nữa không đấy. Đấy, nó rất là nguy hiểm cho nên mình phải mở phải hết sức là bình tĩnh. Bây giờ mình sẽ bật cờ đen lên nhé bạn nhé. Đấy, mở skill đệ cũng phải bật cờ đen lên thì nó đấm tầm vài phát nữa là ra thôi. Ok, vài phát nữa đấm chết con này là ra nhá bạn nhá. Ok, mình sẽ test cho anh em xem thủ thuật ra Kame nhá. Ok, bây giờ mình sẽ choáng này, mình sẽ bắn phát, mình quả cầu, mình sẽ như này, 1, 2, 3, 4, tắt. Đấy, bây giờ mình sẽ vào lại nhá bạn nhá. Ok, mình sẽ tạm dừng một tẹo. Ok anh em, hiện tại thì đã vào rồi. Bây giờ thì đại nó đã ra skill rồi. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem skill của em nó nhá. Wow. À đồng ích em ạ. Nói chung là nói chung mình mở thì nói chung là có lúc được Kame, có lúc được Atomic, nói chung là tránh Mesenko thôi anh em ạ. Mình không thể chắc chắn được là nó phải ra Kame. Tại vì là skill thì nó ra ngẫu nhiên chứ không phải là phán là được đâu các bạn ạ. Đấy, có lick thì HP cao hơn Ki thì cũng ra Kame, lick thì HP ít hơn Ki cũng ra Kame, bằng nhau cũng ra Kame, nói chung là hên xui. Đó, nhiều bạn cứ phán 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 này nọ như cái lick em Spider3 chẳng hạn là phán nào thì Atomic các thứ đấy, cuối cùng nó ra thì nói chung anh em đã nhìn thấy rồi. Nói chung là mình tóm lại là nó ra ngẫu nhiên chứ không phán là được đâu nhá.
Đấy, nó hên xui thôi. Ok thì thôi chắc là em tạm dừng đấy nhá. Cảm ơn đã xem clip của mình. Và bạn nào vẫn cố chấp và phán được thì thôi, nói chung là mình không thể thắng được các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip.